chào tất cả các con. Tiết học trước, cô cùng với các con đã nghiên cứu về xã hội nguyên thủy với những bước đi chập chững đầu tiên của con người. Và chúng ta đã cùng nhau chỉ ra rằng, khi kim khí gia nhập thế giới gỗ đá, con người đã thoát khỏi trạng thái mông muội để bước vào thế giới văn minh, giai cấp và nhà nước hình thành. Lịch sử nhân loại chuyển sang một trang mới, xã hội cổ đại. Chúng mình lại cùng cô Mai xách vali lên đường đến thăm các quốc gia cổ đại các con nhé. Các con biết không, người cổ đại sống tập trung ở những nơi ấm áp, dễ lấy nước. Họ xây dựng nền văn minh bên cạnh những con sông lớn ở châu Á và châu Phi. Tiêu biểu trong số đó là văn minh Lưỡng Hà, sông Tigre và Euphrates, văn minh Ai Cập, sông Nin, văn minh Ấn Độ, sông Ấn và sông Hằng, văn minh Trung Quốc, sông Hoàng Hà và Trường Giang. Bốn trung tâm văn minh của nhân loại được hình thành sớm từ khoảng 3.500 năm trước công nguyên đến 2.500 năm trước công nguyên. Nào chúng ta cùng nhau khám phá Ai Cập nhé! Ai Cập nằm ở phía đông bắc châu Phi, là vùng đất nằm dọc hai bên bờ sông Nin. Phía bắc là vùng Hạ Ai Cập, nơi sông Nin đổ ra địa Trung Hải. Phía nam là vùng Thượng Ai Cập, với nhiều núi và đồi cát. Phía đông và phía tây giáp sa mạc. Nền văn minh Ai Cập là tặng phẩm của sông Nin. Người Ai Cập cổ đại dựa vào quy luật dâng nước của sông Nin để sản xuất nông nghiệp. Họ thường hát rằng, sông Nin ơi, người xuất hiện từ lòng đất, làm giàu cho ta và đất nước Ai Cập. Ngoài vai trò bồi đắp phù sa, tạo nên đồng bằng rộng lớn để phát triển nông nghiệp, sông Nin còn có vai trò to lớn đối với giao thông, là tuyến đường huyết mạch nối liền các vùng. Thông qua đó, người Ai Cập dễ dàng di chuyển và vận chuyển nguyên liệu hàng hóa. Có thể nói, văn minh Ai Cập không thể tách rời khỏi con sông Nin. Ai chưa đến Ai Cập là chưa biết thế giới. Cát của Ai Cập toàn là vàng, dòng sông Nin là một kỳ quan, những thiếu nữ như những thiên thần. Ai Cập là cái nôi của văn minh nhân loại. Ai Cập ra đời khoảng thiên niên kỷ 4 trước công nguyên. Sau một chặng đường dài phát triển, năm 30 trước công nguyên, đất nước này bị người La Mã xâm chiếm và sụp đổ. Đứng đầu nhà nước Ai Cập cổ đại là các pharaoh có quyền lực tối cao, được coi là con trai của thần Ra, tức là thần mặt trời. Bức hình chúng mình đang nhìn thấy là hình ảnh của vua Tutankhamun, ông là vị vua của vương triều thứ 18. Tutankhamun lên ngôi lúc 9 tuổi và mất lúc 18 tuổi. Khi khai quật lăng mộ, người ta tìm thấy chiếc quách vàng tạc hình vị vua này. Trong hình, Tutankhamun đội chiếc mũ hình nhân sư. Ở giữa trán có chạm hình một con rắn hổ mang và một con chim ưng, biểu tượng của Thượng và Hạ Ai Cập. Phía dưới cằm là bộ râu dài bằng vàng được gắn thủy tinh xanh cho giống với vị thần Osiris, thần cai quản thế giới người chết. Hai tay của pharaoh khoanh trước ngực, một tay cầm cái néo của người nông dân dùng để đập, tách ngũ cốc ra khỏi vỏ. Một tay cầm chiếc gậy cong của người chăn cừu, biểu tượng của uy quyền nhà vua. Tất cả những chi tiết trên gợi lên hình ảnh của một ông vua chuyên chế, nắm trong tay cả vương quyền lẫn thần quyền trong thời kỳ cổ đại đấy. Về chữ viết, người Ai Cập sớm có chữ viết gọi là chữ tượng hình. Nhìn các bản viết của người Ai Cập cổ đại, ta thấy các hình vẽ như người, động vật, mặt trăng, mặt trời và các vì sao. Chữ viết của người Ai Cập được viết trên gỗ, đá, đồ gốm, vải gai, da, nhưng chất liệu phổ biến nhất là giấy làm từ cây papyrus. Loại cây gần giống như cây sợi mọc ở hai bên bờ sông Nin. Việc phát minh và chế tạo ra giấy viết được các cư dân cổ đại xem như biểu tượng sức mạnh trí tuệ và quyền lực của người Ai Cập. Vì vậy, người Ai Cập không bao giờ chia sẻ cách làm này với người ngoại bang đâu các con ạ. Về toán học, hàng năm nước sông Nin dâng cao khiến cả Ai Cập bị biến thành biển nước mênh mông, khiến ranh giới giữa các thửa ruộng bị xóa nhòa. Vì vậy, khi nước rút, người Ai Cập cổ đại phải tiến hành đo đạc lại diện tích. Do làm thuần thục nhiều năm nên họ rất giỏi về hình học. Những hiểu biết của họ là cơ sở để họ xây dựng nên những kim tự tháp kỳ vĩ đấy. Về y học, người Ai Cập không chỉ tin vào thần linh mà còn tin vào sự bất tử của con người. Do đó, họ ướp xác để đợi linh hồn tái sinh và xây kim tự tháp để cất giữ xác ướp. Nhờ ướp xác nên họ rất giỏi về giải phẫu học đấy. Nhắc tới Ai Cập là nhắc tới đất nước của những kim tự tháp đồ sộ. Kim tự tháp có nghĩa là tháp hình chữ kim, là một hình chóp có đáy hình vuông, bốn mặt bên, hình tam giác đều. Bốn mặt kim tự tháp tượng trưng cho bốn yếu tố cấu thành vũ trụ: thiên hỏa, đại thủy, thần phong và thổ mộc. Xuất phát từ quan niệm, cuộc sống trên trái đất này là ngắn ngủi, những ngôi nhà ta đang ở chỉ là quán trọ. Cùng với lòng tin và sự hồi sinh bất tử, các pharaoh đã xây dựng những ngôi nhà mồ vĩ đại, kiên cố để giữ xác ướp của mình sau khi chết, gọi là các kim tự tháp. Trong số hơn 130 kim tự tháp được tìm thấy ở đất nước này,
cụm kim tự tháp Giza được xem là vĩ đại nhất và cũng là kỳ quan cuối cùng trong 7 kỳ quan cổ đại còn tồn tại đến tận bây giờ sau gần 5.000 năm. Sự uy nghiêm, sừng sững của những công trình này đã chứng minh cho bàn tay, khối óc và ý chí của con người. Chẳng thế mà, người Ai Cập tự hào khẳng định, mọi thứ đều sợ thời gian, nhưng bản thân thời gian lại sợ kim tự tháp. Hẳn là các con đã có những giây phút rất tuyệt vời khi cùng cô Mai du ngoạn đất nước thú vị này phải không nào? Chúng mình đã được cư dân nơi đây đón tiếp rất nồng hậu, vì vậy chúng mình hãy cùng tặng họ một món quà thay cho lời chia tay Ai Cập nhé! Hãy điền tên sông vào ô trống ở phần từ khóa, sau đó quan sát bản đồ phía dưới, tô màu vào phần có tên con sông. Sau khi điền ô trống, tô màu xong, các con hãy gửi email cho cô Mai và học mãi để cô chuyển món quà này tới tận tay cư dân Ai Cập nhé! Hẳn là họ sẽ hạnh phúc lắm khi thấy các con cũng yêu văn minh Ai Cập và yêu sông Nin giống như là họ. Và bây giờ đã đến lúc chúng mình cùng cô Mai phải nói lời chia tay Ai Cập để đến một đất nước khác rồi. Tạm biệt Ai Cập, nhất định sẽ có ngày chúng tôi quay trở lại. Lưỡng Hà ơi, chúng tôi tới rồi! Lưỡng Hà, một cái tên giàu chất thơ. Hà là sông, lưỡng là ở giữa, tức là vùng đất nằm giữa hai con sông. Ở đây chỉ Tigre và Euphrates ngày nay gồm phần lớn lãnh thổ của Iran, Iraq, một phần Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, tức là vùng khu vực Tây Nam Á. Đó là một vùng bình nguyên bằng phẳng, rộng lớn và cực kỳ phì nhiêu, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Hai con sông Tigre và Euphrates đã cung cấp lượng phù sa màu mỡ chưa từng thấy, khiến cư dân nơi đây dễ dàng canh tác. Có nơi phù sa dày tới 10 mét, lá lúa, lá vừng bằng 2-3 ngón tay trụm lại, đất tốt đến mức chỉ cần vãi giống, không cần chăm sóc cũng có thể thu được 2 vụ trên một năm. Ở đây, người ta sớm biết làm nông nghiệp. Họ trồng trà là, ngũ cốc, rau củ và thuần dưỡng động vật. Không có biên giới tự nhiên, thiên nhiên lại hiểm trở. Đi lại dễ dàng nên hoạt động buôn bán, trao đổi hàng hóa giữa Lưỡng Hà với những vùng đất xung quanh rất phát triển. Nhiều người Lưỡng Hà đã trở thành thương nhân, họ rong ruổi khắp Tây Á thời bấy giờ với những đàn lạc đà chất đầy hàng hóa trên lưng. Đồng bằng Lưỡng Hà là một vùng đất rộng lớn, trải rộng tứ phía. Vì vậy, vùng đất này thường xuyên bị nhòm ngó và diễn ra các cuộc thay đổi vương triều. Cũng như Ai Cập, Lưỡng Hà ra đời rất sớm. Khoảng 3.500 năm trước công nguyên, người Sumer đã xây dựng những nhà nước đầu tiên. Sau người Sumer, nhiều tộc người khác thay nhau làm chủ vương quốc này và lập nên những nhà nước hùng mạnh. Sau đó, người Lưỡng Hà bị người Ba Tư xâm lược vào năm 539 trước công nguyên. Lịch sử của các vương quốc cổ đại Lưỡng Hà đến đây kết thúc. Về văn hóa, thành tựu vĩ đại đầu tiên của người Lưỡng Hà chính là chữ viết. Ban đầu, chữ của họ đơn giản là những nét nguệch ngoạc viết trên đất sét ướt để theo dõi hàng hóa và của cải. Vì chúng mình biết đấy, cư dân ở nơi này rất giỏi buôn bán. Dần dần, họ phát triển thành một hệ thống chữ viết phức tạp vào khoảng năm 3200 trước công nguyên. Hệ thống chữ viết này được gọi là chữ hình nêm. Nó là cơ sở cho sự ra đời hơn một chục ngôn ngữ chính khác nhau. Và cũng nhờ có chữ viết, cư dân Lưỡng Hà đã ghi lại bộ luật của vua Hammurabi đấy. Về luật pháp, năm 1750 trước công nguyên, bộ luật Hammurabi ra đời quy định những nguyên tắc trong đời sống như quan hệ cộng đồng, gia đình, buôn bán, xây dựng. Hammurabi là bộ luật thành văn cổ nhất trên thế giới, là một trong những thành tựu có giá trị bậc nhất của lịch sử văn minh cổ đại. Nó không chỉ có giá trị về nghiên cứu pháp lý mà còn là nguồn cứ liệu, lịch sử phong phú, quý giá để nghiên cứu văn hóa Lưỡng Hà xa xưa. Về toán học, người Lưỡng Hà rất giỏi về số học. Họ có thể làm các phép cộng, trừ, nhân, chia cho tới 1 triệu. Người Lưỡng Hà phát minh ra hệ đếm theo cơ số 60. Ngày nay, người ta dùng hệ đếm này vào việc tính thời gian. 1 giờ bằng 60 phút, 1 phút bằng 60 giây, tính góc và độ dài của vòng tròn là 360 độ, 1 độ có 60 phút. Không có sẵn đá như ở Ai Cập, người Lưỡng Hà sử dụng gạch làm vật liệu xây dựng. Thời gian, chiến tranh đã phá hủy phần lớn công trình kiến trúc và nghệ thuật. Nhưng từ những di tích còn lại đến ngày nay, chúng ta có thể biết được phần nào tài năng và khiếu thẩm mỹ độc đáo của họ. Tiêu biểu trong số những công trình kiến trúc của người Lưỡng Hà phải kể đến là vườn treo Babylon. Theo truyền thuyết, vườn treo Babylon là món quà đặc biệt của một vị vua tặng cho hoàng hậu, người vợ yêu của mình. Do hoàng hậu làm dâu xa quê nên thường ủ rột về nhớ nhà. Để làm đẹp lòng người đẹp, nhà vua đã tạo nên giữa vùng đất khô cằn một vườn treo xanh mát với đủ thứ hoa thơm cỏ lạ. Các loại cây quý hiếm được đưa về từ những vùng mà nhà vua đến xâm lược. Trong vườn treo có một hệ thống đài phun nước gồm hai bánh xe lớn liên kết với nhau bằng dây xích có gắn thùng gỗ. Khi bánh xe quay, dây xích và thùng nước sẽ chuyển động
đưa nước tới cái bể dưới, lên trên cao tưới nước cho cây. Do vườn làm theo hướng gió nên hương thơm lan tỏa cả một vùng rộng lớn. Dù còn nhiều tranh cãi về hình dáng đặc điểm, nhưng vườn tre Babylon đã đánh dấu một thời vàng son của lịch sử Lưỡng Hà, thời kỳ phát triển rực rỡ của Vương quốc Tân Babylon. Cuộc dạo chơi qua xứ sở Lưỡng Hà thật chóng vánh, nhưng câu chuyện tình yêu ngọt ngào qua vườn tre Babylon cứ khiến cho cô lâng lâng và xúc động mãi các con ạ. Tình yêu của nhà vua dành cho hoàng hậu thật khiến cho hậu thế không khỏi suýt xoa, ngưỡng mộ các con nhỉ. Chia tay Lưỡng Hà, chúng mình lại cùng ghé thăm một đất nước mới, đó là Ấn Độ nhé. Bán đảo Ấn Độ nằm ở khu vực Nam Á, có ba mặt giáp biển, nằm trên trục đường từ Tây sang Đông. Phía Bắc được bao bọc bởi dãy Himalaya, dãy Vindhya, vùng Trung Ấn chia địa hình Ấn Độ thành hai khu vực Bắc Ấn và Nam Ấn. Vùng Bắc Ấn là đồng bằng các con sông Ấn và Hằng. Ở lưu vực sông Ấn, khí hậu khô và nóng, mưa ít do tác động của sa mạc Tha. Ở lưu vực sông Hằng, đất đai màu mỡ hơn, mưa nhiều do tác động của gió mùa và không có sa mạc. Trong tâm thức tín đồ Ấn giáo, nước sông Hằng là một ân huệ linh thiêng của thần linh được tôn thờ trong truyền thống Ấn Độ cách đây 4.000 năm và kéo dài đến tận ngày nay. Con sông gắn với tín ngưỡng, văn hóa và hoạt động kinh tế chính của họ là sản xuất nông nghiệp. Về xã hội, đặc điểm nổi bật của Ấn Độ cổ đại là sự hình thành chế độ đẳng cấp. Khoảng 2.500 năm trước công nguyên, người bản địa Dravida đã xây dựng thành thị dọc hai bên bờ sông Ấn. Đến khoảng 1.500 năm trước công nguyên, người Arya từ vùng Trung Á di cư vào Bắc Ấn, thống trị người Dravida và thiết lập nên chế độ đẳng cấp dựa trên sự phân biệt về chủng tộc gọi là chế độ chủng tính Vajna. Đẳng cấp thứ nhất là Brahman, tức là Bà La Môn. Những người da trắng đều là tăng lữ, quý tộc, chủ trì việc tế lễ đạo Bà La Môn, họ là chúa tể có địa vị cao nhất. Đẳng cấp thứ hai là Kshatriya, gồm tầng lớp quý tộc, vương công và vũ sĩ có thể làm vua và quan lại. Đẳng cấp thứ ba là Vaisya, gồm đại đa số nông dân, thợ thủ công và thương nhân, họ phải nộp thuế cho nhà nước, cung phụng cho đẳng cấp Brahman và Kshatriya. Đẳng cấp thứ tư là Sudra, gồm đại bộ phận cư dân bản địa bị chinh phục, nhiều người là nô lệ, kẻ tôi tớ đi làm thuê, làm mướn. Việc phân biệt sang hèn giữa các đẳng cấp rất rõ ràng, ranh giới rất khắt khe. Chế độ này còn quy định những người không cùng đẳng cấp không được lấy nhau. Nếu cố tình kết hôn, những đứa trẻ sinh ra và cha mẹ của chúng đều bị gọi là tiện dân, paria, tức là những kẻ không thể đến gần, không được thừa nhận, không được động chạm. Nếu chẳng may một người có đẳng cấp, ví dụ Brahman, do sơ ý chạm tay phải thân thể kẻ tiện dân thì coi như gặp phải uế khí, khi về nhà phải lập tức tắm rửa, tẩy uế. Bình thường, tiện dân chỉ có thể trú ngụ ở ngoài làng, đi trên đường phải luôn gõ vào chiếc lọ sành để báo cho người ở đẳng cấp trên không được tiếp xúc với họ. Chế độ đẳng cấp này là nỗi đau khôn dứt trong lòng sau Ấn Độ. Sau này, người thanh niên Nguyễn Ái Quốc năm 1922 đã dùng từ Paria để đặt tên cho tờ báo Người Cùng Khổ, L. Paria, để nói về đời sống của các dân tộc bị áp bức. Về văn hóa, tôn giáo, Ấn Độ là quê hương của các tôn giáo lớn trên thế giới. Bà La Môn là tôn giáo cổ xưa nhất của người Ấn Độ, sau đó được cải biến thành đạo Hindu, Ấn Độ giáo. Đây là tôn giáo đa thần, có hàng ngàn, hàng vạn các vị thần khác nhau. Trong đó, ba vị thần lớn nhất là thần sáng tạo Brahma, thần hủy diệt Shiva, thần bảo hộ Vishnu. Khi học phần xã hội, cô có chia sẻ rất kỹ về chế độ đẳng cấp ở Ấn Độ. Các con có bao giờ đặt câu hỏi, tại sao chế độ nghiệt ngã như vậy lại ăn sâu, bám rễ trong tư tưởng của người Ấn không? Và họ chẳng thể nào xóa bỏ được. Thật ra, Ấn Độ là một đất nước rất sùng tín. Phần lớn cư dân theo đạo Hindu và họ có niềm tin bất diệt ở thần linh. Họ tin thần linh đã tạo ra chế độ đẳng cấp. Vì vậy, con người phải tuân theo sự sắp đặt của thần và không được chống lại chế độ này. Chứng kiến nỗi đau, sự bất hạnh, nghiệt ngã của con người do chế độ đẳng cấp gây nên, thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, hoàng tử Siddhartha Gautama đã sáng tạo ra một tôn giáo mới là đạo Phật. Nội dung căn bản của Phật giáo là thừa nhận luật nhân quả. Và đặc biệt, Phật giáo có lẽ là tôn giáo đầu tiên trên thế giới khẳng định sự bình đẳng. Phật nói, lạ thay, tất cả chúng sinh đều có bản chất giác ngộ bình đẳng như nhau. Không có giai cấp cùng dòng máu đỏ, cùng giọt nước mắt mặn. Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Như vậy, ngược dòng lịch sử nhân loại 25 thế kỷ, Phật đã kêu gọi xóa bỏ giai cấp, đem lại sự tự do, bình đẳng cho loài người.
Có lẽ chính vì thế mà tôn giáo này không thể hưng thịnh tại quê hương Ấn Độ, nhưng lại có sức lan tỏa mạnh mẽ ở khắp mọi nơi. Và hiện nay, Phật giáo đã trở thành một trong ba tôn giáo lớn nhất của nhân loại cùng với Hồi giáo và Kitô giáo. Người Ấn Độ có chữ viết từ rất sớm, đó là chữ Phạn. Chữ Phạn dùng để viết các tác phẩm tôn giáo như Kinh Veda và các tác phẩm văn học tiêu biểu là hai bộ sử thi Ramayana và Mahabharata. Về khoa học tự nhiên, toán học là thành tựu nổi bật của Ấn Độ cổ đại. Các số từ 0 đến 9 đã được người Ấn phát minh và sử dụng từ sớm. Sau này, người Ả Rập tiếp thu và truyền vào châu Âu. Về y học, người Ấn Độ còn biết sử dụng thuốc tê, thuốc mê khi phẫu thuật, biết sử dụng thảo mộc trong chữa bệnh. Ngay từ thời cổ đại, Ấn Độ đã có những công trình kiến trúc kỳ vĩ, chủ yếu là kiến trúc tôn giáo. Hai trong số những công trình bằng đá cổ nhất còn lại đến ngày nay là chùa hang Ajanta và đại bảo tháp Sanchi. Các con biết không, chùa hang Ajanta ở bang Maharashtra là một trong những di sản lớn nhất về đạo Phật còn lưu giữ đến ngày nay. Từ một dải núi đá khổng lồ, người Ấn Độ đã đục đẽo, chạm khắc, tạo nên những công trình kiến trúc với tầm vóc kỳ vĩ, vô cùng tỉ mỉ, tinh tế trong từng chi tiết. Thế kỷ thứ 7, khi nhà sư Huyền Trang từ Trung Quốc tới, ông đã thốt lên, vô cùng kỳ vĩ, vô cùng tinh tế. Đặc biệt, tác phẩm cột đá sư tử của vua Ashoka thế kỷ 3 trước công nguyên đã trở thành biểu tượng của đất nước Ấn Độ ngày nay. Ấn Độ thật tuyệt vời phải không nào? Và bây giờ chúng mình cùng chu du tiếp đến Trung Quốc để xem có điều gì thú vị ở đất nước châu Á này nhé. Về điều kiện tự nhiên, vào thời cổ đại, lãnh thổ Trung Quốc nhỏ hơn ngày nay rất nhiều. Cư dân chủ yếu sống ở Trung và hạ lưu Hoàng Hà. Hoàng Hà là con sông lớn thứ hai của Trung Quốc, được người dân trìu mến gọi là sông mẹ. Nó dài trên 4.000 cây số, nước chứa nhiều phù sa vàng, lòng sông hay di chuyển và tới mùa nước lớn, nó tràn bờ, mênh mông như biển. Từ rất sớm, cư dân đã sinh tụ và phát triển trên lưu vực con sông này. Do đó, nơi đây trở thành cái nôi của văn minh Trung Quốc. Xuôi về phía nam là vùng đồng bằng rộng lớn ở lưu vực sông Trường Giang. Phù sa của hai con sông này đã tạo nên đồng bằng Hoa Bắc, Hoa Trung và Hoa Nam rộng lớn, phì nhiêu, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Thời cổ đại Trung Quốc kéo dài khoảng 2.000 năm, gắn với ba triều đại kế tiếp nhau là nhà Hạ, nhà Thương và nhà Chu. Trên lưu vực sông Hoàng Hà, Trường Giang khi đó tồn tại hàng trăm tiểu quốc. Giữa các nước thường xuyên xảy ra chiến tranh, thôn tính lẫn nhau. Đến cuối thời Chu, nước Tần mạnh lên, Tần Doanh Chính đã lần lượt đánh chiếm các nước, thống nhất Trung Quốc. Năm 221 trước công nguyên, Doanh Chính lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Tần Thủy Hoàng. Ông đã thực hiện nhiều chính sách đặt nền móng cho sự thống nhất và phát triển lâu dài của Trung Quốc. Đến đây, thời kỳ cổ đại trên đất nước Trung Quốc khép lại, chế độ phong kiến được xác lập và hình thành. Tuy nhiên, nhà Tần đã không còn tồn tại lâu như tham vọng của Tần Thủy Hoàng. Sau 15 năm, từ 221 trước công nguyên đến 206 trước công nguyên, nhà Tần sụp đổ. Cư dân cổ đại Trung Quốc từ nhà Hạ, thời Xuân Thu Chiến Quốc đã để lại những thành tựu văn hóa khá phong phú. Về tư tưởng, từ thời cổ đại, ở Trung Quốc đã xuất hiện nhiều trường phái tư tưởng khác nhau, trong đó nổi bật là Nho giáo, với đại diện là Khổng Tử. Nho gia nhấn mạnh tôn ti, trật tự, nhất là bổn phận phục tùng tuyệt đối kẻ dưới đối với bề trên. Các con biết không, Khổng Tử là nhà tư tưởng lớn của Trung Quốc thời cổ đại, nhiều tư tưởng giáo dục của ông đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học. Ngọc không mài không sáng, người không học thì không có hiểu biết. Đặc biệt, ông luôn đặt đạo đức lên hàng đầu, tiên học lễ, hậu học văn. Về chữ viết, từ thời nhà Thương, người Trung Quốc đã có chữ viết, đó là chữ tượng hình. Chữ khắc trên mai rùa, xương thú, chữ giáp cốt. Sau khắc trên đỉnh chuông, đỉnh đồng, kim văn và phổ biến là viết trên thẻ tre, thẻ trúc. Về văn học, tác phẩm cổ nhất của Trung Quốc là Kinh Thi. Kinh Thi là tập thơ ca đầu tiên và là tác phẩm văn học sớm nhất trong lịch sử Trung Quốc. Đó là công trình sáng tác tập thể của rất nhiều thi nhân, thuộc nhiều thế hệ khác nhau, trong đó phần lớn là người lao động. Kinh Thi vừa là tác phẩm văn học có giá trị, vừa là tấm gương phản ánh tình hình xã hội Trung Quốc đương thời. Ngoài ra, nó còn được các nhà nho đánh giá cao về tác dụng, giáo dục, tư tưởng. Bên cạnh Kinh Thi, Trung Quốc còn có Sở Từ là những bài dân ca của nước Sở và những sáng tác của Khuất Nguyên, nhà thơ, nhà yêu nước sống ở nước Sở vào khoảng thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 3 trước công nguyên các con ạ. Về sử học, Trung Quốc phát triển rất sớm ngành sử học và Trung Quốc có một kho tàng sử sách rất phong phú, tiêu biểu là cuốn Lã Thị Xuân Thu. Về thiên văn học, từ thời Xuân Thu, Trung Quốc đã biết chia một năm thành bốn mùa, tám tiết là lập xuân, xuân phân, lập hạ, hạ chí, lập thu, thu phân, lập đông và đông chí.
Trên cơ sở ấy, họ còn phát triển một năm thành 24 tiết khí. Y học sớm phát triển với nhiều cách chữa bệnh hiệu quả bằng thảo dược, bấm huyệt, châm cứu. Và trong đó có biển thước là một trong tứ đại danh y của Trung Quốc. Các con biết không? Nhắc tới Trung Quốc, hẳn chúng mình còn tò mò về tứ đại phát minh, về sử gia Tứ Mã Thiên, về Vạn Lý Trường Thành, về các thành tựu rực rỡ trên lĩnh vực khoa học tư tưởng, triết học nữa. Tuy nhiên, thời cổ đại đã khép lại vào năm 221 trước Công Nguyên. Phải sau này, khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa, chế độ phong kiến ra đời với những thành tựu ấy mới thực sự nở rộ và phát triển. Chúng mình sẽ cùng tìm hiểu ở bài Trung Quốc phong kiến trong giai đoạn sau nhé. Như vậy, các con thấy đấy, bốn nền văn minh đầu tiên của nhân loại đều ra đời từ rất sớm, khoảng thiên niên kỷ thứ 3 và thứ 4 trước Công Nguyên, trên lưu vực những con sông lớn ở châu Á và châu Phi. Tại đây, cư dân sống chủ yếu bằng nghề nông. Họ đều có chữ viết riêng và đã để lại cho nhân loại những thành tựu văn hóa vô giá. Ngày hôm nay, cô trò chúng mình đã cùng nhau khám phá bốn quốc gia Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Quốc. Đọng lại trong chúng ta là những cảm xúc rất tuyệt vời vì những sáng tạo vĩ đại của cư dân cổ đại, phải không các con nhỉ? Cô Mai cảm ơn các con đã rất nhiệt tình và hào hứng theo chân cô thăm thú các quốc gia cổ đại phương Đông. Chúng mình sẽ cùng hẹn nhau tại các quốc gia cổ đại phương Tây vào tuần tới nhé. Chào tạm biệt các con và hẹn gặp lại!